Ngoài những sự kiện trọng điểm như WWDC hay là các sự kiện ra mắt iPhone mới thì Apple thi thoảng còn cho chúng ta những pha chảm nhưng mà không tấu. Tức là sẽ có một vài các cái buổi ra mắt sản phẩm chỉ là công khai ở trên web thôi và không cho ra bất kỳ sự kiện nào cả. Và chúng ta sẽ rất bất ngờ vào một thời điểm nào đó trong năm. Mới đây, các leaker uy tín ở nước ngoài đã cho rằng ngày 23 tháng 10 năm 2023, Apple sẽ cho ra mắt một số sản phẩm nữa ở trên trang chủ của mình. Vậy thì đó là những sản phẩm nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Những sản phẩm mình sắp đề cập tới đây chưa có ở thị trường Việt Nam và cũng chưa mở bán đâu, vì vậy nên chúng ta phải chờ thôi. Nói đến hai sản phẩm iPad gần đây nhất chúng ta có thể biết đó là iPad Gen 10 và iPad Pro M2. Vậy còn hai chiếc iPad ở giữa thì sao? iPad Air và iPad Mini. Hai sản phẩm này có vẻ khá lâu rồi chúng ta không nghe tên đến, mặc dù là có iPad Air 5 cũng đã ra mắt từ năm 2022. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về iPad Air trước nhá. Nói về chiếc iPad gần đây nhất, iPad Air 5, so với cả thiết bị tiền nhiệm của nó là iPad Air 4 thì gần như chúng ta không thấy bất kỳ một sự khác biệt rõ rệt nào nằm trên thiết kế cả. Cái sự khác biệt duy nhất của hai chiếc máy này đó là về con chip bên trong. Một chiếc là A14 Bionic và một chiếc là chip M1. Tất nhiên, chip M1 thì sẽ mạnh hơn và đó cũng là điểm nâng cấp duy nhất. Tiếp đến, quay sang cái chiếc iPad Air mà chúng ta sắp được diện kiến gần đây thì sẽ là con chip M2 trang bị vào chiếc iPad Air 6 này. iPad Air 6, chúng ta ngoài việc nâng cấp về chip ra sẽ còn nâng cấp thêm về camera. Chất lượng camera sẽ tốt hơn và camera sẽ được đặt ngang ra giống như là iPad Gen 10. Thêm một cái nữa, theo như 9to5 Mac thì họ cũng đưa ra cái thông tin leak rằng là iPad Air lần này sẽ có hai size màn hình. Tức là chúng ta sẽ có một bản màn hình 11 inch và một bản màn hình to hơn, có thể sẽ là 12.9 inch giống như là iPad Pro. Thực ra thì cái tên Air này cũng khá là giống với cả MacBook Air. Cũng năm nay chúng ta có hai bản màn hình, màn hình 13 inch và màn hình 15 inch. Nhìn theo cái sự thay đổi này, chúng ta sẽ có iPad Air 6 sẽ bao gồm có 3 phần thay đổi chính. Đầu tiên là về con chip M2. Thứ hai là về camera, nâng cấp và sẽ được đặt ngang ra cho giống iPad Gen 10. Và cái thứ ba sẽ là có hai size màn hình. Như vậy, đó là rất là nhiều cái nâng cấp rồi. Vì vậy nên là nếu như các bạn có nghĩ rằng là nếu mà nâng cấp lên một cái màn hình to hơn thì chúng ta có promotion giống như là ở trên iPad Pro không? Có tấm nền mini LED không? Có 120Hz không? Thì mình nghĩ là không đâu. Apple chắc chắn là sẽ không hào phóng như vậy. Dù sao thì đến cuối cùng chúng ta cũng vẫn cần phải hy vọng một chút. Chúng ta nhìn lại về cái bản base của các cái chiếc iPad Air đi. Hiện tại mới chỉ là 64GB mà thôi. Mà đến với cả cái bản 2023 như này rồi, mà ví dụ chúng ta có thêm một cái màn hình lớn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều công việc có thể làm được ở trên đó. Vì vậy, 64GB là không đủ. Rất là mong Apple bớt hút máu lại một chút, có thể sẽ trang bị thêm 128GB ở trên những cái bản màn hình to cho iPad Air cũng được. Và rất mong nó sẽ xảy ra nhá. Tiếp tục, chúng ta còn iPad gì ạ? Đúng rồi, iPad Mini. iPad Mini đã được ra mắt gần đây nhất là vào năm 2021, tức là đã 2 năm rồi, chiếc iPad Mini 6. Đây là chiếc iPad mà mình đánh giá rằng bị underrated nhất, tức là nó bị đánh giá thấp hơn so với cả cái khả năng của nó. Rất là ít người lựa chọn ở trong, nói chung là so với tất cả các loại iPad thì đây là chiếc iPad ít được lựa chọn nhất, bởi vì màn hình nó bé như vậy thôi. Rất là khó hiểu, mặc dù đây là một chiếc iPad rất hoàn hảo khi mà chúng ta cầm để chúng ta thuyết trình. Cầm thuyết trình ở trên chiếc iPad Mini 6 chỉ cần một tay duy nhất mà thôi, và chúng ta vẫn có thể đọc được thông tin trên đó rất dễ dàng. Xem phim cũng tốt, màn hình ok, 60Hz đã là rất đủ ở trên chiếc máy này. Ngoài ra, nếu như bạn còn chơi game ở trên này nữa, A15 Bionic cộng với đó, cái màn hình nó vừa đủ to để chúng ta có thể hiển thị được các hình ảnh trong game, mà cũng vừa đủ vừa tay để chúng ta có thể thao tác ở trên máy. Đặc biệt là nếu như bạn nào chơi PUBG, chắc chắn là sẽ biết được rằng cái cảm giác rất thoải mái ở trên chiếc iPad Mini 6 này. Và mình nghĩ rằng Apple cũng nghĩ như vậy. Vậy nên cái bản iPad Mini 7, coi như là iPad Mini 7 đấy nhá, sẽ được ra mắt có thể là gần đây. Nó sẽ không khác gì về thiết kế cả, thiết kế vẫn giống như iPad Mini 6, nhưng sẽ được trang bị con chip mới hơn. Đó là con chip Apple A16 Bionic. Khả năng giải trí, khả năng làm việc chắc chắn là sẽ lên thêm một bậc nữa nhờ con chip A16 Bionic này. Và nếu như các bạn có tìm hiểu và vẫn còn nhớ thì chắc chắn chúng ta sẽ vẫn biết đây là con chip ở trên máy gì, đúng không ạ? 14 Pro và 14 Pro Max là thiết bị rất rất gần đây, và bây giờ chắc chắn hiệu năng của nó vẫn sẽ rất là cao luôn. Các nâng cấp thêm thì có lẽ là chúng ta cũng không có gì quá là đáng kể. Khả năng chụp ảnh camera trước của iPad Mini 7 sẽ là ok hơn, tức là nó sẽ nâng thêm một chút thôi. Có thể là nếu như các bạn là người dùng cơ bản, chúng ta sẽ không có cảm giác gì khác biệt so với cả Mini 6 đâu. Ngoài ra, những cái mà chúng ta cần có, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 cũng sẽ được cải tiến thêm để phù hợp với xu thế hiện nay. Nhưng riêng về camera thì mình nghĩ là sẽ không nâng cấp theo cái kiểu là chúng ta đang đặt cam dọc mà để sang cam ngang giống như là Gen 10,
hoặc là E6 sắp ra mắt đâu nhé. Có một sản phẩm nữa cũng được ra mắt vào năm 2021 giống như là Mini 6. Sản phẩm này cũng đột phá về thiết kế, cũng rất màu mè. Nói đến đây thôi, chắc các bạn cũng biết đó là máy gì rồi. iMac 2021 chip M1. Từ khi ra mắt chiếc máy này đến giờ, Apple có vẻ hơi ghẻ lạnh đứa con này. Chỉ có một size duy nhất đó là 24 inch và không có những cái bản tùy chọn màn hình to hơn hay là bé hơn gì cả. Cùng với đó nữa lại còn có cái sự lên ngôi của Mac Mini. Mac Mini thời điểm hiện tại đang có bản M1 này, M2 này, thậm chí là M2 Pro luôn. Và màn hình Studio Display, cộng với đó là XDR Pro Display, là một cái màn hình nó rất là đẹp. Khi mà chúng ta đi thêm một cái combo này vào nữa thì ắt hẳn là nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cả một cái chiếc iMac. Ngay thế này có vẻ như là Apple đang muốn chuyển hướng sang là bắt đầu bán tách dần ra để hút máu cho nó dễ hơn đấy. Bán một cái cây ngoài, một cái màn hình ngoài, bán phím ngoài, chuột ngoài, chứ không all-in-one như là iMac nữa. Vì vậy sẽ hút được nhiều tiền của người dùng hơn. Nghe cũng hợp lý đấy chứ nhỉ? Đúng với phong cách của Apple. Tuy nhiên, theo như nhà phân tích chuỗi cung ứng của Apple, Michika, thì ông đưa ra cái thông tin rằng con chip M3 có thể sẽ được ra mắt ở trong năm nay, nhưng chắc chắn sẽ không phải nằm trên bất kỳ một chiếc MacBook nào nữa. Thay vào đó, cơ hội dành cho iMac vẫn còn. Vì vậy nên, iMac M3 có thể sẽ là một sản phẩm cũng sẽ ra mắt đồng thời với cả hai chiếc iPad mình đã nói ở bên trên nhé. Tuy nhiên rằng, cái thông tin về iMac này cũng thật sự là khá mập mờ, bởi vì như mình đã nói rồi, Mac Mini đang có rất là nhiều các mặt hàng để chúng ta lựa chọn. Studio Display cũng như vậy. Và sự hút máu của Apple là vô biên, nên chúng ta cũng khá là khó để kỳ vọng vào một chiếc iMac có thể sẽ xuất hiện cùng với cả hai chiếc iPad kia nhé. Nhưng mà điều gì cũng có thể xảy ra nếu mà chưa ra ngày công bố chính thức. Vì vậy hãy cùng mình đón chờ xem iMac M3 có thật sự được ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 hay không nhé. Và đó là 3 sản phẩm nổi bật mà mình nghĩ sẽ có thể ra mắt vào tuần sau ở trên trang chủ của Apple. Nếu như bạn có thông tin leak nào hay hơn, hay là có sản phẩm nào mà bạn biết có thể là sẽ ra mắt nữa, thì đừng quên để lại ý kiến bên dưới và comment cho mọi người cùng biết nhé. Và nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.